Bác đọc bài của bác nhé. Khi hậu miền Nam Úc. Ừ, vâng. Bác sống ở miền Nam Úc. Dạ. Ở đây một năm có bốn mùa: Dạ. xuân, hè, thu và đông. Vâng. Bây giờ là mùa hè Vâng. và sắp đến mùa thu. Ừ, vâng ạ. À, mùa hè thường nóng và ẩm, Ừ, vâng. thỉnh thoảng trời có mưa lớn. Ừ, trời có mưa lớn. Ừ. Trời có mưa lớn. Ok. À, mùa thu mát hơn và nhiều giờ Nhiều có gió và nhiều gió. gió. Mùa đông rất lạnh, Ừ. cũng mùa khô. Mùa xuân thường bắt đầu vào tháng 9 Ừ. À, và bác ơi, mùa đông rất lạnh mà cũng là mùa khô đúng không? Mùa đông. You mean like winter and winter also is dry rồi rồi season. dạ Vâng, đó cũng là mùa khô nhá. Yeah. Bác sửa cho. Mùa đông rất không là mùa vâng. tức Also là vâng. Dạ, ok, rất giỏi, rất tốt ạ. Vâng. à, Vâng, mùa 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 xuân thường bắt đầu vào tháng 9 dạ. và kết thúc vào tháng 11 Ừ. hoặc tháng 12. Vâng, ok, rất tốt.